B đã ra rồi. 28 rồi Nào, để làm câu 28 này thì thầy nói lại về các vị trí đặc biệt cho các bạn đã. Nói lại về các vị trí đặc biệt đã. Câu 28 nhé Nào, liên quan đến động năng thế năng nào. Tìm vị trí để động năng bằng bao, lần, bằng bao nhiêu lần thế năng nào. Đây, tìm vị trí. Để động năng bằng N lần thế năng. Khi động năng bằng N lần thế năng thì x của ta bằng cộng trừ a căn n cộng 1 cái công thức nhá thầy đã chứng minh ở phần trước rồi đúng nhỉ đấy là cái công thức thế thì ở đây ấy, khoảng thời gian để động năng bằng 3 lần thế năng thì thế n bằng 3 vào đây 3 cộng 1 là 4 căn 4 là 2 thì cái vị trí nó sẽ là gì ạ khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp ạ đây vẽ nhỏ nhỏ cái vòng tròn ra anh sẽ nhìn thấy này khi động năng bằng 3 lần thế năng x bằng a a trên 2 a trên 2 ở đây đến vị trí trừ a trên 2 là đoạn này là đoạn ngắn nhất ngắn nhất nhé bởi vì góc này là bằng 30 độ mà. Nếu mà em lấy cái bên này sẽ là 60 độ, 60 độ là 120 độ cơ. Nó sẽ là xa hơn. Như vậy ta chỉ lấy bên trong thôi, góc này 30 30. Đây là chữ a trên 2, bên này là a trên 2 nhá. Là t trên 6 đúng nhỉ? Rồi, t trên 6. Rồi chào Hương Giang, t trên 6. Đấy. Thế thôi. Rồi. Như vậy là gì? T bằng 0,6 thôi. 0,6 chia 6 là mấy? À 0,1 rồi. Đúng nhỉ? 30 cộng 30 nếu mà bạn nào không nắm được vòng tròn lượng giác các bạn phải xem lại nhé là 28 sẽ à, ra đúng rồi đấy khá là hay đúng không nhỉ khá là dễ các bạn làm nhuyễn đi thì khẳng định luôn đấy lên lớp các bạn làm kiểu gì cũng toàn điểm cao thôi 29 nào trong một vật dòng điều hòa với chu kỳ là 2 giây 2,4 giây khoảng thời gian liên tiếp ngắn nhất để vật có thế năng bằng 3 lần động năng khi thế năng bằng 3 lần động năng thì dẫn đến động năng sẽ bằng là 1 phần 3 lần thế năng khi động năng bằng 1 phần 3 lần thế năng thì x sẽ bằng cộng trừ a căn 3 trên 2. Đấy, hai lần liên tiếp thì ở đâu? Vẽ một tròn đường giác ra. Nào ngắn nhất nào. A căn 3 trên 2 đến a căn 3 trên 2 thì lấy góc ngoài này, góc này, này. nó đi từ vị trí này đến vị trí này này. Đây là đoạn ngắn nhất. Thì góc này bằng 30, 30 là bằng t trên 6. Đấy, t t, 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 trên 6, 2,4 chia 6 là 0,4 không không đúng chưa nó không phải bốn sao không sao lại sao lại sao lại d sao lại d khoảng thời gian liên tiếp ngắn nhất mà thế năng mà ba lần động năng mà nó phải đi từ đây đến đây chứ sao em có thể lấy bên này đáp án nó phải là b chứ sao lại d được tương vi với cả huyền trang xem lại nhá sai đây nhá có hiểu không ạ à? ngắn nhất mà ngắn nhất mà Tôi hiểu ngắn nhất không? Ngắn nhất thì nó phải đi từ đây đến đây. Em làm ra D này, em đi từ đây đến đây này. Con này 60 này, con này 60 này, làm 120 này, 20 là T trên 3 này. T trên 3 này, T là bằng 2,4 trên 3 8 này và sai. Có hiểu sai không? Đến đoạn nào ngắn nhất cơ. Hiểu chưa? Bây giờ Nguyễn Huyền vẫn D. Nguyễn Huyền vẫn D. Chiêu thầy đúng không? Mới đứa chiêu thầy đúng không? Ok nhá, 30. Nào 30 nào. 30 nào. Cho một vật dòng điều hòa với chu kỳ 2,4 giây, khoảng thời gian liên tiếp ngắn nhất. Để vật có thế năng bằng hai lần động năng. Nào, khi thế năng bằng hai lần động năng. Đấy. Thì thầy dùng cái này đi các bạn, các bạn sẽ nhìn thấy các bạn sẽ nhìn thấy hay thế này này. Thì có dạy các bạn là khi thế năng bằng n lần động năng ấy thì V sẽ bằng là gì ạ? v sẽ bằng v max chứ căn n cộng một đấy dùng trực tiếp luôn công thức này cho các bạn thấy lạ lùng nhé thấy hay nhé khi thế năng bằng hai lần động năng thì thế vào đây v sẽ bằng là v căn 3 đấy thì nhân cả hai vế cho à mà thôi v căn 3 thì nó là một góc hơi xấu rồi hơi xấu rồi đúng nhỉ bây giờ bây giờ thầy vẽ vào trong đường giác cho các bạn xem nhá vẽ trục của v nhá v nào, khoảng thời gian liên tiếp ngắn nhất để được thế năng hai lần động năng. v mắc căn 3 thì nó nằm ở đâu? Sao xấu vậy? Là xấu vãi. Nhỉ. Về mắc căn 3 thì là xem nào, nó nằm khoảng bao nhiêu nhỉ? 1 chia căn 3. 0,57. Còn bằng này. Đấy, khoảng thời gian liên tiếp ngắn nhất để vật có thằng này đến thằng này Thằng này mà đến bên này thì ngắn hơn không? Rất là không ngắn bằng đúng không? Nó phải bên nào? Bên này mới ngắn bằng. Đấy, khoảng gian hai lần liên tiếp thì lần này ở đây. Đến lần này. Đấy. Thì góc này là góc alpha. Hai lần góc alpha được. Nào bây giờ tính góc alpha nào. cốt alpha kề trên huyền là là Vmax căn 3. Vmax căn 3 chia cho Vmax. Là Vmax căn 3 chia Vmax chính là nhân Vmax vào đây. Là nhân 1 phần Vmax. Sẽ bằng 1 phần căn 3. Đúng nhỉ? ship code cái. Ship code của 1 phần căn 3. Bằng 0.95 radian nhân 2 lên. Vì tính hai góc mà. Rồi bây giờ mới chia cho này. À góc quét chia cho chu kỳ. À chu kỳ đây rồi. Có góc quét chia cho omega đi, chia cho omega đi, 2 pi chia cho bao nhiêu ạ? 2.4 bấm máy tính cả 0,72 wow 0,72 sai sai nhỉ của thầy sai nhỉ dùng trục của V lại sai nhỉ xem nào xem nào khoảng thời gian liên tiếp ngắn nhất để vật có thế năng bằng hai lần động năng Ừ. <laughs> ừ. Xấu quá, xấu quá. Code alpha bằng Xem lại nhá, chỗ này nhá. V bằng V max căn 3. Trên căn 3 chia v là nhân với cả một phần v là một phần căn ba góc này là một phần căn ba nó đến vị trí này đến vị trí này thôi thì dùng độ cũng được nhá dùng luôn độ nhá ship một hai một nhá xem thử xem nào uhm, một phần căn ba ship code đúng không một phần căn ba sẽ bằng 54,7 nhân 2 lên Chắc khoảng tầm 109,47 chia cho này 360 này là bằng 0,30 nhân với cả chu kỳ T nữa đi nhân với cả 2,4 nữa 0,72 0,72 cơ em ạ vẫn 0,72 đi này 0,72 xem nào thời gian ngắn nhất này hay à, là góc bên trong thế thì không phải góc này rồi góc bên trong xem nhá góc bên trong xem nhá đây vẫn là dùng trục V nhá đấy là V max V max trên căn ha Vmax chia cho căn 3 Đến Vmax chia căn 3 Ở bên này Hai khoảng này đi Góc trong đi Thì dùng góc trong nhá Góc trong sẽ là sin đi Ship sin này Của 1 phần căn 3 Thì góc này sẽ bằng 35 x 2 lên 70,5 độ 70,5 chia cho 360 Rồi 0,19 Nhân với cả chu kỳ T là 2,4 0,47 Wow, chính xác. vậy góc trong mới là góc nhỏ hơn. Nào thì nói lại bài này nhá, góc trong là góc nhỏ hơn nhá. Bài này xấu quá, số xấu, xấu quá. Cho xấu quá. Cho xấu quá. Cho quắc. quá. Đó nhỉ. Đấy thì nói lại bài này này. Ở đây thì dùng trục của V nhá. Dùng trục của V cũng được, không vấn đề gì cả. Khi thế năng này bằng n lần động năng thì V sẽ bằng là V mắc. chứ căn n cộng 1. Còn khi động năng bằng n lần thế năng thì dùng x nhá thì ở đây em các bạn nhìn thấy là vmax chia cho n là bằng 2 2 cộng 1 là 3 căn 3 đến đây các bạn nhìn thấy số xấu vã tiếp thế thì khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp thì sao nhìn thấy góc nào nào góc nào góc nào nhỏ thì chia được là gì đây vmax chia căn 3 thì các bạn lấy máy tính bấm ấy, là các bạn lấy 1 một, một phần căn 3 thì nó khoảng 0,57 thế này nó lớn hơn nằm trên này đấy nằm trên này nằm trên này đúng không từ đây đến đây đấy thì góc này là góc nhỏ hơn đấy góc nhỏ hơn thì thời gian nó sẽ ngắn hơn bởi vì, vì thời gian tỉ lệ thuận với cả góc mà vừa rồi thì lấy góc trên này thì nó to hơn như vậy góc này này muốn tìm góc này góc này chỗ này là bằng một phần căn ba các bạn cứ tưởng tượng như vậy một phần căn ba như vậy muốn tìm tìm góc trong này ta dùng sin nhá góc trong này sin của góc alpha trên hai đi sin alpha trên hai đây là alpha trên hai này kê xin đi học đối đối là cạnh này này là bằng 1 phần căn 3 chia huyền chính là chia cho một luôn đó như vậy suy được alpha trên hai alpha trên hai các bạn nhân đôi lên thì sẽ ra được cái cả cái góc này này đấy góc này thì các bạn bấm được ra đáp án b thấy chưa đấy câu khá là hay câu 31 hay nhưng mà kiểu kiểu số xấu á nhìn rất là không thích giải các bạn thi thì đa số là gì những bài khó thì các bạn mới cần số xấu bài dễ toàn số đẹp thôi bạn. bài dễ số đẹp đẹp kinh hoàng 31 nào tiếp tục comment các bạn nào 31 này rồi minh tâm chính xác 30 như vậy nhiều bạn ra 30 a sai 30 phải b nhá Chí đại cũng sai ok không sao xin chào bạn kim huyền kim huyền như lớp 10 đúng không lớp 10 à, sáng chiều thứ tư thì mới dậy nhá Nào câu 31 Câu 31 thì nhiều nhiều bạn sẽ dùng phương pháp gọi là gì nhỉ Đa trục, đa trục Nhưng thực ra cũng không cần lắm nó Nghe nguy hiểm Ra bản chất nó sẽ như này như này Đây thì, Hôm nay thầy đi mua được một cái thước kẻ để cho tròn Đây kẻ bằng tròn cho tròn, tròn Đấy kẻ này cho tròn Đây thì kẻ hẳn ho cho các bạn xem nhá Dạ. ba d đây các bạn cùng nhìn này đây thầy dùng nếu mà thầy dùng uh... gọi gì nhỉ phương pháp đa trục thì thế nào hướng dẫn cách đa trục đa trục đa trục đấy là cùng vẽ các đại lượng trên cùng một cái vòng tròn lượng giác ở đây các bạn biết là trục nằm ngang luôn trục của, của x này trục dưới này trục của vận tốc v này càng hướng xuống dưới VMAX ở đây này trên này sẽ là trừ VMAX đây là vị trí cân bằng ô bên này sẽ là trừ A bên này sẽ là dương A sau này nếu mà biểu diễn gia tốc thì nó sẽ hướng sang bên trái được chưa các em đấy ok chưa đấy như này nào cho một vật dao động điều hòa với phương trình x bằng 10 cos 2 pi t cộng pi trên 4 khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí li độ 5 cm đến vị trí vận tốc là 10 pi căn 2 cm trên giây là bao nhiêu? Đấy, như thế này. Thế thì nếu mà ta dùng ở đây các bạn biết biên độ là 10 này. Nó ở vị trí 5, li độ 5 thì nó ở giữa đây rồi. Chính giữa. Đến vị trí gì? Vận tốc bằng 10 pi căn 2. Nhìn nhanh này, nếu mà dùng cái cách này ấy, cách này ấy, quy đổi như sau. Thực dẫn cách này, nhưng mà thực ra thầy không thích dạy cách này. Vì thầy dạy các bạn cách tư duy làm sao? Quy đổi giữa x và a nó sẽ nhanh cơ. Nhưng mà cách này cũng hay, hay nhưng không biết là lúc nào ta dùng cái này. Cảm thấy kiểu nó vẽ trên nhiều cái nó bị dối ấy. Giả sử đây là vị trí A/2. trên 2. Đây là A/2 là vị trí này, là 5 cm đây. Đúng không? Vận tốc bằng 10 pi căn 2 các bạn nhìn là Vmax của ta bằng bao nhiêu ạ? À? Vmax bằng omega nhân a chính là 20 pi. 10 pi căn 2 chính là gì? Là gì? Vmax căn 2/2. Khi Vmax căn 2/2 thì giống từ đây sang đây này, gióng từ đây sang đây, với mắc căn 2 trên 2 nó ở đây này, gióng từ đây sang đây. Thì gióng từ đây sang đây thì nó sẽ nằm ở chỗ này này. Với mắc căn 2 trên 2 thì góc này cũng là 45 này, góc này sẽ là 60 này. Như vậy đoạn cái đoạn này chính là khoảng thời gian ngắn nhất. Ở à, góc này là bằng 60 trừ cho góc 45 bên này. Là bằng 15. 15. Nó dùng thế này nhìn dối cái khủng. Thầy thì không khuyến khích các bạn dùng cái này. Và T sẽ bằng 15 là T trên 24. 15 độ là T trên 24. T bằng à, 1 giây rồi như vậy, 1 phần 24. Như vậy chọn đáp án D nếu làm nhanh sẽ làm như vậy tuy nhiên thì không dẫn cách này để dẫn cách này đây cách này đây cách này nhá cách bình thường thôi quy nè quy nè thầy có đưa các bạn cái hệ quả như sau này thầy có bảo các bạn đưa một cái hệ quả như sau này khi x bằng a trên hai thì v bằng v max căn 3 trên hai cộng trừ nhá cộng trừ nhá rồi tiếp x bằng a căn 2 trên 2 thì v bằng v max căn 2 trên 2. Đấy cái này chứng minh bằng cái công thức độc lập rồi. Tiếp theo x bằng cộng trừ a căn 3 trên 2. Thì suy ra v sẽ bằng là cộng trừ v max trên 2. Đấy dùng thế này thì không cần phải vẽ vòng tròn gì cả. Không ra được nó như trang ấy. Em sẽ làm như nào? Đây, vẽ ra. Nào 5 cm là a trên 2 là ở đây. Đến vị trí gì? Nhìn này. V nhìn thấy ngay Vmax, Vmax bằng 20 như vậy 10 pi căn 2 chính là Vmax trên Vmax căn 2 trên 2. Thì dẫn đến x bằng a căn 2 trên 2. À x bằng a căn 2 trên 2 đúng rồi. Thì ở đây, a căn 2 trên 2 là góc 45 độ rồi. Góc 45 góc này là góc 60 này. Con góc này góc 45 này thì góc này sẽ là góc 15. Đúng không? Được rồi, nó khỏi vẽ. Đúng rồi, góc này 15. Như vậy ta được ngay là 15 chia cho 360 nhân t. Đẳng cấp không? như vậy sẽ bằng là t trên 24 ngó mắt nhanh thế nhìn chỗ này là 2 pi như vậy bằng một giây như vậy sẽ là 1 phần 24 cách nào cũng được tùy các bạn cái cách đa trục thì nghe tên có vẻ nguy hiểm nghe tên có vẻ nguy hiểm nhưng mà bản chất thì sao vẽ cũng vẫn như vậy thôi mà không có gì cả tóm lại cái tên gọi ấy các bạn thời gian tới các bạn sẽ nghe nhiều giáo viên sẽ dùng tên mỹ miều Mì kinh khủng tên nghe rất là hay nhưng mà bản chất nó chỉ là như này thôi đấy tên nào cũng được Đấy, có người dùng đơn trục đa vector các thứ đó, tóm lại cái tên nó sẽ là rất nguy hiểm nhưng miễn là các bạn quen được cái cách vẽ vòng tròn lực giác ra thầy dùng vòng tròn lực giác cho nó đơn giản thì các bạn sẽ thấy là à mọi thứ nó giải quyết tương minh thôi chẳng cần phải nhiều 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 vấn đề nó phức tạp nào có 31 32 nào ba hai nào ba hai bổ cho thầy quả sẻ nhá nói như thầy hưng nó bổ cho thầy quả sẻ nhé nhiều câu trẻ trâu hay nói khá là hay bổ sẻ bổ sẻ các thứ ấy. đấy cái <laughs> okay chưa nào câu này câu này đề bài chưa cho biên độ và yêu cầu các bạn tính biên độ đúng không thì ta làm như thế nào 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 Ở đây các bạn nhìn này Nhìn nhanh này Chu kỳ T bằng 1 giây Chu kỳ T bằng 1 giây Như vậy là Ở đây 1 phần 12 giây tương đương là gì ạ à? 1 phần 12 giây Tương đương với cả gì Góc 30 độ Đấy Tóm lại 1 phần 12 giây này tương đương với cả T trên 12 ấy, là 30 độ ấy. Lại bảo không biết một chu kỳ tương đương với cả 360 độ. Đấy, thì một chu kỳ là được một giây đây rồi. Nếu mà chu kỳ là 2 giây thì em lấy 2 chia 3 2 chia cho 12 nhé Đấy tóm lại như vậy Thành Dũng ok Ok chưa Rồi như này, này. Khoảng thời gian liên tiếp ngắn nhất để vật đi từ vị trí 5 cm đến vị trí Trừ pi căn 3 trên à, Trừ pi nè Nào này nhìn cái chỗ này nè Nhìn thấy ngay này à, V max thì bằng 2 pi A Omega A bằng 2 pi nhân A Nhìn nhá Cái chỗ này này cái chỗ này này ta sẽ biến đổi cho các bạn xem này thì trừ uh, pa căn 3 đấy thì thằng này nó là như này này bây giờ v thế này nhá v thế này bây giờ ta chia cho v mắc này chia cho v mắc này chia cho v mắc này v mắc trên là hai pi nhân a đấy đó lại là lấy v chia v bằng cái này pp bỏ aa bỏ sẽ là trừ A trên Trừ A trên 2 được V sẽ bằng là trừ V mắc Căn 3 trên 2 Đúng không? V sẽ bằng là trừ V mắc căn 3 trên 2 Hiểu không ạ Rồi bây giờ thêm thì, thì mới dùng này Vẽ bằng tròn ra Khi V bằng V mắc trừ V mắc căn 3 trên 2 Thì dẫn đến X bằng gì? X bằng gì ạ? À? Cộng trừ Trừ nhé, trừ hoặc cộng nhé À, A trên 2 A trên 2 đúng không đấy nó như này này nó như này này các bạn nhìn rõ đấy thế gì đây đây các bạn nhìn thấy này vẽ ra vẽ một tròn ra nó ở vị trí trừ a trên hai trừ a trên hai cộng a trên hai là v v max thì v min ở đây thôi thầy cứ lấy trên này đi nhá x dương cũng được không có gì cả x dương miễn là sao nửa vòng tròn trên mà v ở đây nó ở đây này ở đây này a trên hai này này đúng không chính là a trên hai đúng không? Chỗ A trên 2. Thế thì đến vị trí nào được 30 độ ạ? Cái chỗ 5 cm này ạ. 5 cm thì chắc chắn là ở vị trí nào rồi? Từ 5 đến vị trí đó, đến vị trí đó thì 5 nó phải nằm ở vị trí nào? Để được 30 độ ạ. 5 nó phải nằm ở vị trí nào ạ? Để được góc này bằng 30 độ các em. Góc này bản chất nó là bằng 60 độ này. Thì hiển nhiên cái vị trí 5 cm nó phải ở vị trí gì? A căn 3 trên 2. Đúng nhỉ? Suy ra được là gì? 5 bằng A căn 3 trên 2. Từ đó suy ra A bằng 5 x 2 chia căn 3 là 5 căn 3. Và đây ta chọn đáp án C. Ở trong cái tờ file của thầy ấy, thầy có đưa cho các bạn ấy, file đáp án là 5,8. 5,8. Và sai nhá, đáp án này bị sai. Đáp án nó phải là 5 căn 3. Nhá. Có cần nói lại bài này không ạ? Cần nói lại ạ. Cần nói lại các bạn bảo thầy thầy nói lại cho các bạn. Bởi vì có một số câu bắt đầu từ đến câu sau sau này một số câu sẽ là bắt đầu để sức lên. Để sức lên. Nguyễn Huyền chắc là chắc là mới học thầy à? Nguyễn Huyền, hôm nay mới học thầy à? Học thầy khác xong mới học thầy à? Đây nhìn lại nhá. Nhìn lại lần nữa nhá. Bình tĩnh nhá. Ok, ok ok, bình tĩnh này, thì nói lại chỗ này này. Nói lại chỗ này nè. Cho một vật dòng điều hòa với phương trình như thế này nhá. Khoảng thời gian liên tiếp ngắn nhất để vật đi từ vị trí li độ 5 cm đến vị trí trừ pi a căn 3. Thì ở đây biên độ nó không phải là bằng 10 nữa. Biên độ chúng ta chưa biết mà. Nó bảo li độ là 5 chúng ta chưa biết li độ bằng 5 ở đâu cả, nhưng mà biết là thời gian là bằng 1/12 giây. Các bạn biết thừa là 1/12 giây là tương đương với cả gì ạ? À? Chu kỳ T thì bằng một giây rồi đấy. Tương đương với cả góc bao nhiêu độ Có phải 30 độ không Tương đương 30 độ đã Đúng không? Đến đây thì vẽ một tròn đường rác này Bây giờ nhưng mà quan trọng là cái vận tốc V này này V thì bằng là trừ Pi A nhân căn 3 Mà V max là bằng omega nhân A Omega là bằng 2 Pi nhân A Nào bây giờ ta lấy V trên V max nào Có phải thằng này chia, chia nhau không? Sẽ bằng gì ạ? À? PP bỏ AA bỏ Trừ căn 3 Trên 2 Thế này Hay ta suy ra được V sẽ bằng là gì Trừ V mắc Nhân V mắc lên đây này Căn 3 trên trên 2 Thế này hiểu chưa đã Thế này hiểu chưa Đây hiểu chỗ này chưa đã Xong nữa là gì nào Khi V bằng trừ V mắc căn 3 trên 2 Thì các bạn biết rồi Ở trong vòng tròn đường giác của trục X ấy, Thì vận tốc sẽ âm ở nửa vòng tròn trên Có thể ở trên này Có thể ở dưới này nhưng ở đây nó bảo là gì đây? Khoảng thời gian liên tiếp ngắn nhất. Ngắn nhất thì tội gì ta lấy ở bên này? V mắc căn 3 trên 2 nó nằm ở đây à? Nào V mắc căn 3 trên 2 x v bằng thế này thì hiển nhất x bằng gì? Cái hệ quả này thì đưa x bằng là gì? Cộng trừ a trên 2. Cộng trừ a trên 2. Đúng không? Cộng trừ a trên 2 nhưng mà nó nằm ở bên này hay bên này? Nào ly độ 5 thì chắc chắn là dương rồi. Ly độ 5 thì thầy nhìn thấy nó ở đây đâu đó ở đây này nó đến vị trí nào đó thì nó sẽ phải đến vị trí để v v thỏa mãn điều kiện v âm v âm nửa vào tròn trên thôi thì đến vị trí v âm thì chính là vị trí đến vị trí a trên hai này, này ngắn nhất rồi làm sao thỏa mãn nó đi từ vị trí này này đến đến cái vị trí m 1 m 1 đến vị trí m 2 này thỏa mãn điều kiện tương ứng là gì 30 độ 30 độ đúng không góc này bằng 30 độ mà a trên hai đây rồi thì góc này bằng bao nhiêu có phải góc 60 không? Làm sao để biết góc này bằng 30 thì ở vị trí này là vị trí nào? Vị trí này này. Có phải là A căn 3 trên 2 không? Thì nó bảo là vì thỏa mãn điều kiện lý độ x bằng 5 thì cái chỗ này bằng 5 luôn. Thế thôi mà. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu thì comment hiểu thế nào. Hay chưa hiểu thì các bạn cũng lên tiếng. file này tôi đánh giá là file hay, file này đánh giá là hay, ok, nào, nhiều câu phết này. Nguyễn Huyền đấy hiểu chưa? Nhiều phết ạ. Ba ba này. Cho một vật dao động điều hòa với chu kỳ là T Khoảng thời gian liên tiếp ngắn nhất để vật có thế năng bằng 3 lần động năng là 0,5 giây Nào khi thế năng bằng 3 lần động năng Có hai cách làm Cách dùng vận tốc Cách dùng vận tốc Cách thứ hai dùng lý độ x. Khi thế năng bằng 3 lần động năng thì hiển nhiên là gì? V bằng V max trên 2. Thế vào đây. Cộng trừ V trên 2 luôn nhé. Đúng không? Đấy. Khi động năng đây này, vẽ một tròn đường giác ra. Liên tiếp ngắn nhất nhé. Thầy dùng cách một đi, cách dùng trục của thằng V nhé Dùng trục của thằng V nhá. Nhiều bạn sẽ bất ngờ lắm, dùng trục của V sẽ cảm giác. Nếu mà một lần đầu tiên xem livestream nhìn thấy thầy dùng trục của V ấy à uh, ít giáo viên dùng trục của V lắm, bởi vì à uh, người ta hay vẽ đa trục hoặc, hoặc là quy đổi về X ấy. Thế cái chỗ này V bằng Vmax trên 2 thì nó nằm ở đâu? Ngắn nhất ở đâu ạ? À? Vmax trên 2 thì góc này hình như là bằng 30 độ rồi. Đến trừ Vmax trên 2 ở đây này. 30 này. Tóm lại là T trên mấy? T trên 6. Đúng không? T trên 6. Đấy, thời gian delta T đề bài hỏi ấy, bằng T trên 6. Bằng uh, 0.5. Từ đó suy ra T bằng 3 giây. Đó đúng là đi. 33 đi. Đấy, cách thứ nhất là cách dùng trục của V, cách hai 10 phần căn 3. À 10 phần căn 3 là mấy? 10 phần căn 3 đáp án gì ấy? BA À 5,77 à? 5,77 là đáp án nào nhỉ? Từ từ đã. 5,77 À 5,7 là 58 Ừ B B B đúng rồi Đúng 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 quay lại câu này đúng á Đúng rồi Thầy lại để thành 5 căn 3 em ạ 5 bằng A căn 3 trên 2 Rồi chính xác rồi Thầy nhầm 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 A căn 3 trên 2 mới là 10 chia căn 3 Thầy nhầm thành 10 chia căn 2 Đúng rồi đúng rồi B B B B B đấy Như vậy không sai đúng đấy tường vi chính xác đấy thank you em vậy right, khi mà đến này thầy ghi là 5 bằng a căn 3 trên 2 từ đó thì tìm ra 5 căn 5 x 2 là 10 10 phần căn 3 thầy lại kiểu là thầy hay dùng 10 10 chữ căn 2 ấy, là 5 căn 5 căn 2 ấy. chắc là khi đó nhầm nhầm ừ tường vi chuẩn đấy nào à, câu hỏi 33 33 xong rồi 33 đáp án đi 34 nào. Nguyễn Huyền chạy đâu rồi nhỉ? Chiêu phát chạy luôn à? Có comment nữa à? 34 nào. Các bạn có bị chói không? Các bạn có bị chói không? Các bạn nhìn rõ đúng không? À, hôm nay chắc là mạng mạng không vấn đề gì rồi. Ngày mai chắc là mạng sẽ dùng cái mạng cáp quang siêu 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 nhanh. Super Super VIP Ok ok, là 34 nè. Cho một vật dao động điều hòa chu kỳ là 2,4 giây tại thời điểm t1 vật có thế năng bằng động năng. Nào, khi thế năng bằng động năng thì x bằng cộng trừ a căn 2 trên 2. Đây là thời điểm t1. Thời điểm t2 sau một khoảng thời gian delta t thì thế năng bằng 3 lần động năng. Khi thế năng bằng 3 lần động năng thì dẫn đến động năng bằng 1 phần 3 lần thế năng Khi động năng bằng 1 phần 3 lần thế năng Thì dẫn đến là x bằng cộng trừ A căn 3 trên 2 Thế thì nó hỏi là nó bảo là khoảng thời gian Giá trị nhỏ nhất của delta t Nhỏ nhất thì có nghĩa là nó đi đi một đoạn ngắn nhất Đoạn ngắn nhất Thì vẽ một tròn đường giác ra X Nào A căn 2 trên 2 Nào ở đây A căn 3 trên 2 là ở đâu ạ Ở đây Xem nào đến vị trí à delta t a căn 2 trên 2 45 đi lấy ở dưới này đi t1 đây đến vị trí a căn 3 trên 2 là ở đây nào góc 45 này với cả góc 30 này ở đây vậy góc này sẽ là góc 15 15 đúng không góc 15 từ 15 độ ấy. như vậy 15 độ tương đương với cả delta t bằng 15 độ là 15 trên 360 nhân t là t trên 24 nhá t 2,4 rồi 2,4 trên 24 là không phải một giây rồi huyền trai chính xác 34B 34B Ok không ạ? Có hiểu không ạ? Có mấy câu sau hay lắm Bình tĩnh nhé Bình tĩnh nhé Mấy câu sau hay lắm Đây là mấy câu này Mấy câu này hay lắm Bình tĩnh nhá Thầy chữa cho... hơi hay luôn Bây giờ mới 9 giờ 18 Bình tĩnh 35 35 35 À sáng mai lớp VIP sẽ học đồ thị động năng nhá. Đồ thị động năng hay lắm, đồ thị động năng đánh giá là hay. Siêu hay. Ba đồ thị để các bạn xem rồi đúng không nhỉ rồi ok, nào có 35. 35 ra gì ạ? À? 35 35 huyền trang ra D à? Nào, 35 nào. Minh tâm ra D. À? Một vật dụng điều hòa chu kỳ là T bằng à, chu kỳ T này biết khoảng thời gian liên tiếp ngắn nhất để động năng bằng thế năng. Nào động năng bằng thế năng thì x bằng làm nhanh nhá, cộng trừ a căn 2 trên 2 thì động năng bằng thế năng đấy hai lần liên tiếp là bao nhiêu t trên mấy đây này lần thứ nhất là a căn hai trên hai đấy lần thứ hai a trừ a căn hai trên hai đấy góc này 45 mươi cộng góc này bốn là t trên bốn đúng không nhỉ? t trên bốn t trên bốn t bằng mấy rồi à cái này bằng không phẩy hai à t bằng không phẩy rồi chọn đi rồi chính xác huyền trai chính xác minh tâm chính xác d không thấy ngọc hân đâu nhỉ ngọc hân nay bạn à Ok Câu hỏi số 36 nào sáu nào Chắc mai phải thuê thợ cắt đi mấy cái tờ giấy này Cắt ngắn ngắn lại Đỡ phải gấp Nào câu này Cho một vật dao động điều hòa với biên độ là A khoảng, Delta T là khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng Đây Đến vị trí, vị trí A căn 3 trên 2 Nào làm nhanh thì không cần vẽ vòng tròn đâu Đến A căn 3 trên 2 là góc 60 độ 60 độ là T trên 6 Delta T 1 bằng T trên 6 Tiếp À, và delta t2 là khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí li độ a căn 3 trên 2 đến biên dương nó đến đây luôn 30 độ luôn, 30 độ luôn. Đấy, bên này là 60 nhá, bên này là 30 nhá. Thì delta T2 luôn bằng T trên 12 luôn. T trên 6 và T chia T trên 12 bằng mấy ạ? À? T chia 6 này, chia là nhân 12 chia cho T này bằng 2. Đấy, như vậy đoán đúng rồi đây là 36 là gì? 36 là gì ạ? 36 D đúng không nhỉ? Đấy, 36 giờ là D. Nhìn ngay này. Hiểu không? Nhìn thấy có phải nguy hiểm nhưng thực tế làm không mất dòng nào. Nếu mà thầy làm thì không mất dòng này. Nhẩm cái ra kết quả luôn. Thầy chỉ mong các bạn nhuyễn được như thế này thôi. Nguyễn vào trọng lực giác này. Xử lý bài nào cũng hay hết. Bài này hiểu không? 36 hiểu không ạ? Từ vị trí cân bằng đến vị trí A căn 2 căn 3 trên 2 là góc 60 độ. 60 độ là T trên, T trên 6. Từ vị trí A căn 3 trên 2 đến vị trí biên dương là 30 độ. 30 độ là T trên 12 delta t1 chia delta t2 thang này chia nhau sẽ bằng là 10 bằng 2 luôn này. chia là nhân nghị đảo thế thôi ok trang ok từ vi 37 37 này. Mai thứ mấy nhỉ? Mai thứ ba à? Ừ, mai thứ 3. Thế nào? Ba bài Cho một vật rộng điều hòa chu kỳ T và biên độ là A Ở thời điểm T1 vật có vận tốc là PA trên T Nhìn cái chữ này nhá, PA trên T nhá Sau đó một khoảng thời gian delta T vật có gia tốc là 20A căn 2 trên T bình Minh tâm A giá trị nhỏ nhất của delta t là thầy không dùng đa trục hay bao nhiêu chục nữa nha thầy, thầy biến đổi cho các bạn xem nhé nào thứ nhất à, ở thời điểm t 1 vật có vận tốc là v bằng pa trên t biến đổi cho các bạn xem này sẽ là pa này t là bằng 2 pi phần omega omega thầy sẽ ném lên trên tử thì pp hết đó là a omega sẽ là v max chia hai v bằng v max trên hai thì dẫn là gì ạ x bằng cộng chứ A căn 3 trên 2 Đấy, ở vị trí này đã Nhá, khi V bằng Vx trên 2 thì x bằng thế này Thì biến đổi quy đổi về x thôi, các bạn dễ nhìn Tiếp, gia tốc nào, gia tốc có giá trị này Thì các bạn biết là A mắc đã Bằng omega bình như A Đúng không nhỉ? Thì A ở vị trí này này A bằng này 20 A căn 2 Chia cho T bình là 2 pi phần omega Tất cả bình phương Thì tách ra 20 A căn 2 phần này 2 pi bình phương đấy chia cho omega bình phương là nhân omega bình phương lên đây đấy thì ghi gọn lại chỗ này này pi bình thì bằng 10 pi bình bằng 10 như vậy là chỗ này là 2 nhân với cả là 2 bình phương là bằng 4 4 x 10 là 40 thì rất là 20 a nhân với cả căn 2 nhân omega bình chia cho 40 đấy như vậy đúng không 20 cho 40 là làm bằng 1 phần 2 rồi thì chỗ này thầy có thể ghi lại là uh, omega bình nhân a nhân căn 2 chia cho 2. Đúng không? Chia 2. Omega bình nhân a đây chính là gì? V max à uh, a max. A max căn 2 trên 2. Khi là mà các bạn biết rồi, khi a gia tốc sẽ tỷ lệ với cả gì? Khi a bằng a max căn 2 trên 2 thì dẫn đến là x cũng phải bằng gì ạ? Trừ a trên a căn 2 trên 2. Như này trừ a căn 2 trên 2. Đấy, Tóm lại cái biến đổi đấy các bạn dễ nhìn. Thì nó nằm ở hai vị trí nào? Đây, vẽ một vòng giác đây các bạn dễ nhìn nhá, đây. Ở đây là giá trị nhỏ nhất của delta t. Nó đi từ vị trí nào ạ? À, cộng trừ a căn 3 trên 2 này. Đến vị trí a căn 2 trên 2, a căn 3 trên 2 ở đâu? Uhm, đến trừ nhá, trừ a căn 2 trên 2 nó ở đây. Trừ ở đây thì nó ở vị trí này, này. nó đến thì góc này tương đương là a căn 3 trên 2 thì góc này bằng 30 độ thì góc trong nó sẽ là 60 60 trừ cho 30 là bằng 30 góc này là nhỏ nhỏ là bằng 30 30 các bạn vẽ ra nhìn thấy 30 nhé 30 thì delta t sẽ bằng là t trên 12 Đấy, t trên 12 á là từ từ đã 15 hay 30 nhỉ Thế là a căn 2 à, a, a căn 2 trên 2 à a căn 2, 2 15 chứ 15 độ xin lỗi 15 độ là t trên 24 Ờ 24 37A. Đây này, ghi gọn cái gọn lại các bạn nhìn này, chỗ này là a x bằng trừ a căn 2 trên 2. Thì góc này là 45 cơ. Thì nhìn nhầm nhá, 45 nhá. Đây vẽ cho các bạn lại nhìn này. Đây. Đây là trừ a căn 3 trên 2. Là góc này 30 nhá. Đến trừ a căn 2 trên 2 là ở đây này. Thì góc này là là sẽ là góc 15 độ này. 15, 15 là t trên 24. Được chưa? Rồi, Minh tâm chính xác. Rồi có 38. 38. 38. Số 6 thế. Sao thả tim âm âm thế? Từ Vi à, mã chưa vào được. Một số file thì thầy sẽ dành để uh, đến ra Tết Chúng ta sẽ ôn Một số file rất là hay Ra Tết ta sẽ ôn Còn uh, Thực ra file này file đẳng cấp quá Phải Lẽ ra thì chỉ dạy trong trong nhóm kín thôi Nhưng mà Nhóm kín hiện tại thì số lượng bạn Đang uh, ít chứ chưa tạo hiệu ứng được Thời gian tới sẽ đông Thì uh, Các bạn sẽ học sẽ hào hứng hơn à, Bao nhiêu nhỉ câu 38 à cho một vật dao động điều hòa với chu kỳ là 2,4 giây và biên độ là A. Ở thời điểm T1 vật có li độ là A căn 3 trên 2. Ở thời điểm T cộng với cả delta T thì vật có gia tốc là 6,9 44A. Xấu thế. Gia tốc 6,99 944A. Ừ. Uhm. Nào. <laughs> Câu này nhìn số xấu quá nhỉ thực ra không phải khó mà kiểu nó nó số xấu, xấu ấy đấy số xấu, xấu ấy bây giờ ta sẽ biến đổi nhá xem nó nằm ở đâu nhá a căn ba trên hai nó ở đấy đã ở đây này ở đây này, nhìn này ở đây là gia tốc của ta dương đã nhìn nhìn tinh tế này gia tốc dương thì ta loại phần này đã loại loại toàn bộ góc phần tư số 1 và góc góc phần tư số 4 đã bởi vì x dương thì a âm mà bên này gia tốc dương cơ. thì nó sẽ nằm ở góc bên này này ở thời điểm ly độ là a căn ba trên hai nó /2 ở a căn ba trên hai ở đấy đã thì chắc, chắn là góc này sẽ là 60 độ đây này nó phải cộng một giá trị nào đó để mà gia tốc nó nằm ở bên này để gia tốc nó dương là ngắn nhất được thì chưa biết nằm ở đâu cả nhưng tôi biết nó nằm ở đây đã bởi vì gia tốc dương thì nó nó nằm khi x âm à nó nằm về phía bên này bây giờ ta mới biến đổi cái giá trị này này nhá 6,944 này nào ta lấy 6,944 chia cho chu kỳ nào 6,944 chia cho 2, Wow, xấu vậy. À, từ từ đây nào. 6,944 chia cho chia cho bao nhiêu được nhỉ? Để ra được nhỉ? Chia pi xem nào. Chia cho xem số nó đỡ xấu đó. Không được. Căn 3 nè. 4 căn 3. 4 căn 3. Đấy, tầm tầm như vậy. 4 căn 3 thì để 4 căn 3 nhé. 4 căn 3 xem a bằng này, trừ omega bình nhân a, đây, như vậy thì suy ra được omega, à, đây, đây đây cái, cái biểu thức này, đây, a bằng trừ omega bình nhân x, trừ omega bình nhân x thì hợp lý hơn, đấy như này, À đây 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 ra rồi ra rồi, đây 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 ra rồi, ra rồi, thì cái công thức này ra rồi, Nên là a bằng trừ omega bình x thì các bạn nhìn thấy chu kỳ t có sẵn này, a sẽ bằng là gì? ở đây a dương rồi x, x chắc chắn âm rồi đúng nhỉ x chắc chắn âm rồi như vậy sẽ là bằng bao nhiêu sáu phẩy chín chín bốn a ghi lại cho các bạn dễ nhìn này. a bằng này trừ omega bình nhân x bằng sáu thì hiển nhiên x của ta sẽ phải là dương đã à, x sẽ phải âm đã và suy ra x bằng 6,944 chia cho chia cho bao nhiêu ạ dấu trừ nhá về thằng này thì không đổi mà trừ cho bao nhiêu omega là 2P 2 pi trên 2,4 rồi ok ra được x đây 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 biến đổi làm gì sẽ đau đầu nhỉ yeah. nào chia nào 6,944 chia cho 2P 2 pi phần 2,4 2,65 sáu số vật vã 6,944 2, chín a à, bình chưa bình chưa bình 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 đã Bình tĩnh nhá Làm kiểu bài này nó bị tốn thời gian thôi chứ không phải là khó Rất là ghét 1 1 1 1 như vậy là ta nhìn thấy ngay này X bằng 1 X bằng 1 1 có nghĩa là gì? Đây là A nhỉ 1 X bằng 6.944A Chia cho Thằng này sẽ bằng là 1A Đó lại sẽ là chữ A Okay, đây sẽ là bình à, bằng A, thấy chưa? A ở đây nữa. Thì nó sẽ đi từ đây này em này. Đi từ đây đến vị trí này. Đến vị trí này. Thì góc này 60 rồi cộng với cả 90 nữa là 150. 150 là 150 độ bằng 5T trên 12. Thay vào đây. 5 nhân với cả T là bao nhiêu? 2,4 phần 12. 1 1 38 đi, 38C. 38C. Có cần nói lại với nào? cần nói lại với nào? Số lúc đầu nhìn thấy khá là xấu nhưng mà biến đổi thì lại thấy đẹp. À. Có một cái điều này, khi vào phòng thi này học ấy. Có nhiều câu nó kiểu kiểu như vậy thôi nhưng mà khi biến biến đổi các bạn sẽ biến đổi mãi không ra tốn rất nhiều thời gian để làm nên tại sao chúng ta phải quen tay làm nhiều mới quen tay được ok 39 chín rồi đến đây, đây các bạn không làm được về tập về nhà nữa à? ông cháu nào làm nữa hay khó quá rồi đến đây khó quá bốn mươi à ba chín chứ 39 sẽ là 39, 40, 41. Đều cách làm đấy cả. Lám này dài quá nhỉ. Lám nào xong rồi cái này này. Dài quá. Nào, thực ra không phải là khó đâu. Do là mới biến đổi thôi. Đây là thầy thực chiến với các bạn mà. Đây là kiểu mình cũng làm. Nếu mà gặp đầu tiên mà gặp kiểu này thì nhìn tốn thời gian thôi. nó sẽ không phải là nhìn cái ra luôn đáp án được mình phải biến đổi biến đổi nhưng mà biến đổi ấy, thì sẽ làm mình đầu óc mình sáng ra 39 Nào ba chín không vượt tầm kiểm soát hả nhưng mà vẫn hiểu đúng không đến đây có hiểu không ba tám có hiểu không là ba chín cho một vật gia động điều hòa với chu kỳ là bằng ba phẩy sáu giây khoảng thời gian liên tiếp ngắn nhất để vật đi từ vị trí có vận tốc V1 bằng omega nhân x1 đến vị trí V2 bằng chữ o, căn 3 omega nhân x2 là bao nhiêu? Nào, bây giờ ta sẽ đi biến đổi cái V này nhá. Được chưa? V1. Thế này thì có dậy rồi. Các bạn nhìn này, omega là một giá trị dương, không đổi. Như vậy là V dương thì x dương, và V âm thì x âm. Đó là V cùng dấu với cả x. Thế em sẽ nhìn thấy này, V1 bằng omega nhân x1. Đúng không? Tương đương như sau. V nào có bạn có thể quy về V hoặc quy về x đều được. Ở đây quy về x nhá. V1 sẽ là omega nhân căn của A bình chữ x1 bình bằng omega nhân x1. Đấy, cái công thức này là công thức độc lập nhé Lẽ ra nó có cộng trừ nhưng mà bình phương lên rằng nào cũng mất mà. Tương đương tiếp omega bình phương nhân A bình chữ x1 bình bằng omega bình nhân x1. Đấy thì omega bình này em sẽ triệt tiêu được này. Đúng không? Triệt tiêu được. Ở đây là ở vị trí x1 thôi nhá. Tương đương a bình sẽ trừ x1 bình. Chuyển thằng này xem đây là 2x1 bình. Hai suy được là gì đây? x1 bằng cộng trừ a trên căn 2 chính là a căn 2 trên 2. Đây này chuyển x1 bình sang bên này là 2x1 bình này. Được chưa? Nó nằm ở vị trí này đã, x1 nó nằm ở vị trí này đã. Tiếp. Thế thì nó nằm ở vị trí dương hay âm đấy nào? Từ từ ta sẽ vẽ bằng tròn sau nhá. Bây giờ ta xét V2 đã. V2 bằng trừ căn 3 nhân omega nhân x2. Tương tự như vậy, ta sẽ biến đổi V2 nào. V2 sẽ bằng là tương đương này. Omega nhân a bình trừ x2 bình. Đây là công thức độc lập thôi nhá, không có gì đặc biệt nguy hiểm cả. Omega nhân x2 bình phương lên. Thì trước khi bình phương thì vứt thì thằng omega đã sẽ là a bình trừ cho x2 bình bằng x2 bình phương. Chuyển thằng này sang đây tương tự như vậy là x2 bằng À từ 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 từ, căn 3 đâu nhỉ? Căn 3 của tôi đâu nhỉ? Trừ căn 3 nhân omega x2 à? Trừ căn 3. Bình phương lên sẽ là bằng bao nhiêu nhỉ? 3 x2 bình phương rồi 3 x2 bình phương. Chuyển sang đây là 4 4 x2 đã a bình bằng 4x2 bình. Đúng không? 4x2 bình này. Như vậy suy ra x2 của ta sẽ là cộng trừ a trên a trên 2. Đúng chưa? Cộng trừ a trên 2 như này. Như vậy nó đi ở đâu là khoảng ngắn nhất ạ? À? Khoảng tiếp ngắn nhất ạ. À? Ngắn nhất thì vẽ ông tròn ra. Khoảng thời gian ngắn nhất thôi, đi từ vị trí này đến vị trí này này. Nào vẽ ông tròn được ra, ra. Em sẽ nhìn thấy như sau. Nếu nhá, nếu mà ở đây là v dương, v dương x dương thì nó phải nằm ở góc góc dưới góc dưới bởi vì là v dương x dương mà góc từ số 1 thì v âm à, v dương à, v âm nhưng mà x lại gì x lại dương đúng không vậy nó không thỏa mãn nó phải là a căn 2 trên hai v dương x dương nó nằm ở đây này đến vị trí gì nào ở đây là v dương v v dương x âm nhìn này v dương x âm v dương x âm nó nằm ở đâu nó không nằm ở đây nữa a trên hai nó phải nằm ở thỏa mãn điều kiện ở trên này này V dương x âm nhìn thấy rõ ràng đây này V dương này Omega là hàng số luôn dương rồi Thì V dương x phải âm thôi Thì nó phải nằm ở trên này Với khoản tỏa mãn điều kiện Đây là vị trí A trên 2 đây này Đó lại góc này là sẽ là A căn 2 trên 2 là Góc này là 45 này Góc này sẽ là 60 này Sẽ là tổng thời gian delta T là 100 45 cộng 60 là 105 độ 105 trên 360 Nhân với cả chu kỳ T Đấy các bạn bấm máy tính đây này chính là cái kết quả Kết quả hay ông bài này hay không? Bài này giá là hay đây. 105 phần 360 nhân với cả chu kỳ T, nào chu kỳ T đề bài cho sẵn là 3,6. Và các bạn ước sẽ bằng 21 phần 20. Sẽ là 1,05. 1,05 đáp án sẽ là D. Nhìn xem. hiểu đúng không có hiểu không ạ à? thực ra đây là cái công thức biến đổi của ta thôi các bạn nào các bạn thầy để cho các bạn loát nào. để cho các bạn loát rồi quá hay luôn đây v1 bằng omega nhân x1 này. để ta biến đổi cái này từ công thức độc lập thôi. tiếp tục là v2 bằng chiều căn 3 nhân omega nhân x2 đúng nhỉ? Ta bình phương lên, bình phương lên để để tìm cái vị trí của x2. XQVX về x thì nó đến vị trí nào Các bạn nhìn lại này, đây là V dương thì x phải dương. Đấy như vậy, V dương x dương thì nó nằm ở góc này. Góc phần tư số 1 ở đây, 2 đấy, 3 đấy, 4 đây. Bạn nào mà chưa nắm được cái này thì các bạn nên xem lại một số livestream cũ. Đấy, các bạn sẽ xem và sẽ hiểu được bản chất của này. Nó hay lắm. Thầy đánh giá là không có một cái phương pháp nào hay bằng vòng tròn lượng giác nữa cả. Từ đầu đến giờ. Đấy, vòng tròn lục giác các bạn có thể đọc được đồ thị này các bạn có thể đọc được à... Uh, đọc được các giá trị cụ thể của ta này đấy nhiều bạn nếu mà học theo trục thì vào đây sẽ nhìn trong mặt nói luôn trong mặt đó, ok có 40 tương tự nhá 40 tương tự nhá 41 tương tự luôn 40 tương tự đây này đây này v1 bằng thế này nhìn thấy v1 dương thì x1 dương ở đây V2 cũng là như vậy. Tóm lại hai thằng này phải cùng giống này. Bài này cũng thế này. Bài này thì A này, giá tốc A là sao? Giá tốc A là sao? Nào, câu 41 thì biến đổi thôi, câu câu này tương tự nhá. Tương tự. 41 40 tương tự thì sẽ bỏ qua nhá, để các bạn tự làm. Nào 42 thì sẽ dẫn các bạn làm nào, 42 nhá. À xin lỗi 41 chứ. 41 chứ. Nào, máy đáp án không? Xin chào Quỳnh Anh Doãn và không chào thầy à bốn à cho một vật dao động điều hòa chu kỳ là hai phẩy giây khoảng thời gian liên tiếp ngắn nhất để vật đi từ vị trí có vật sẽ có gia tốc là a một A1 bằng đây này, A1 bằng căn 3 omega nhân V1. Như này. Đấy. Và gì nữa? A2 à, ta bị ta quy quy về uh, x của quy về V cũng được nhá. Quy về cái gì nào? Quy về x thì cũng được. Quy về x thì chỗ V1 ta quy về x này, cái này quy về x này. Xem nào quy về uh, thôi quy về x đi nhá, tương đương này. A1 bằng trừ omega bình phương nhân x1 bằng căn 3 nhân omega V1 nhá, V1 bằng omega nhân tiếp A bình trừ x1 bình. Đấy, thầy sẽ biến đổi chậm cho các bạn dễ nhìn. Đúng không? Nào, như vậy omega với cả omega đây là omega bình phương. Các bạn sẽ triệt tiêu được. Triệt tiêu được, triệt tiêu được. Bình phương lên, bình phương lên là ta sẽ được như sau. x1 bình bằng căn 3 bình phương là 3 nhân a bình trừ cho 3x1 bình. Đấy, phá tung ra thì nhân 3 vào đây nhá. Rồi chuyển trừ -3x1 sang đây là 4x1 bình. bằng a3a bình suy ra được x1 sẽ bằng là căn đó nào. căn 3 a trên trên 2. cộng trừ nhá. Đấy, x1 sẽ bằng như vậy. Hay không? Đến đây hay không? Mới đổi được rồi. Ví dụ cái IB tương tự thôi, đến đây các bạn vẽ vòng tròn ra mà. Đúng không nhỉ? Vẽ ra là ra thôi. A2 sao? A2 bằng trừ omega nhân V2 chia cho căn 3. Tương tự nào? Bình phương lên nào? Sẽ là trừ omega bình này. Nhân với cả x2 này. Bằng trừ omega nhân với cả omega nhân A bình. Trừ x2 bình. Phần căn 3. Thì đây ta lại nhìn thấy là omega bình. Omega bình đây hết. Đúng không? Đấy. Như vậy bình phương lên nào tương đương x2 bình bằng 1 phần 1 phần 3 nhân với cả a bình trừ cho x2 bình đấy nhân 3 lên đây sẽ là 3x2 bình cộng với cả x2 bình đúng nhỉ 3x2 bình wow từ từ nói sao nào 1 phần 3 nhân đây sẽ là 1 phần 3 này một vai nhân đây này. từ xem nhân là các bạn xem đã x2 bình bằng 1 phần 3 a bình trừ cho 1 phần 3 x2 bình thì chuyển trừ 1 phần 3 sang bên này sẽ là bằng bao nhiêu ạ 1 cộng 3 1 x 3 cộng 1 là 4 phần 3 x2 bình bằng 1 phần 3 a bình thì bỏ a3 đi sẽ 4x2 bình bằng a bình. Đúng nhỉ? Hơi lâu hơi lâu một tí nhưng mà thôi chịu khó nhé. Như vậy rõ ràng x2 của ta bằng cộng trừ a trên a trên 2. Đó là ta được x1 và x2 được rồi. X1 là thế này. a căn 3 trên 2 đến x2 là a trên 2. Đúng không? Rồi, thì sẽ biến đổi cho các bạn nhìn đây. Nào. a1 bằng căn 3 omega x1 thì dẫn đến là suy ra x1 bằng cộng trừ a căn 3 trên 2 A2 bằng A2 bằng trừ omega nhân V2 chia cho đây là V nhỉ? V1. V2 chia cho căn 3 thì dẫn đến là gì? X bằng này A âm ở đây này, A âm tự nhiên nhá, đây là A âm A với cả V xem cùng dấu ở chỗ nào nào. Thôi thôi tôi cứ lấy cộng trừ đã. X2 sẽ bằng là cộng trừ A trên 2. Đấy, vẽ vòng tròn ra. Vẽ vòng tròn ra nhá. Nào, x1, a1, a1 dương rồi. A1 dương thì v phải dương. Thì nó nằm ở đây này. Góc này này. A 3 trên 2 nó nằm ở góc này. Góc phần tư số 3. Cùng dương hoặc cùng âm mà. Hoặc là góc phần tư số này. Cùng âm. Nhá. Tiếp tiếp này. A dương thì V âm A dương thì V âm A dương đây V âm thì ở góc phân tư số mấy đây Thế nào gần ngắn nhất rồi Thôi thầy lấy ở góc này đi nha cho dễ nhìn nhá Góc này đi bỏ qua chỗ này đi Sẽ là chỗ này sẽ là x bằng cộng trừ a căn 2 trên 2 ở đây này Ở đây là t1 Tiếp nó đến vị trí nào ạ à? A dương Thì V âm nó nằm ở đây Là a trên 2 Đấy Như vậy cái góc quét của ta là gì ạ à? A căn 3 trên 2 góc này là 60 độ Cộng với góc này 30 như vậy tổng cái thời gian ta cần tính là delta t của ta bằng t trên 2. T bằng 2,4 rồi. 2,4 trên 2 là có phải không giả? 90 độ mà. Đúng không? 90 độ đúng không? Cộng chữ A trên 2. Cùng dấu nhỉ? Xem lại nhá Tại đây A dương thì V à V âm âm. Đúng rồi. Tại đây V, v âm. Tại đây là A dương A dương À A âm Nào A âm Thì V cũng phải âm T trên 2 T bằng 2,4 2,4 trên 2 1,2 Xong ra kết quả nhỉ Sai ở đâu nhỉ Có lẽ sai Ở đáp án nào đó Em thấy biến đổi sai chỗ nào A trên 2 T trên 4 à. À 90 độ T trên 4 đúng rồi, đúng rồi, T trên 4. Đúng đúng đúng. 2,4 chia 4 là mấy? 0,6. Uh, ok, từng vi chính xác. Hợp lý, hợp lý, hợp lý, hợp lý. Ngáo 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 ngáo. 90 độ là T trên 4 rồi. À. Hợp lý, hợp lý từng vi ạ. À. Ok ok. B. <laughs> Cứ lấy T trên 2 cơ. Nó quen xấu thật. Ok ok thầy nhìn thấy rồi Thầy cứ <laughs> thầy làm nhiều quá rồi Xong rồi chóng mặt Cứ nhìn thấy chín độ lại lao đầu T trên 2 quá đáng thật Thực ra nếu mà em lấy ở vị trí này Sang đây thì nó mới hợp lý này Còn lấy từ đây mà nó sang tiếp bên này không hợp lý nữa Do đó thầy phải đổi ngay vị trí Thực chiến cho nên cách vẽ hình nó hơi xấu một tí Các bạn thông cảm nhé À, nếu mà bạn nào xem lần đầu tiên vào xem chim mà xem từ đây, từ câu 41 là căng rồi. Ok. 948, wow. Wow. Nhiều phết em ạ. 42 tương tự nhá. Để cho A với cả V này, A với cả V này tương tự. Tương tự nhá. 43 thì hôm trước thì chữa rồi chứ được rồi, đúng không nhỉ? 44 à? Vẫn hiểu đúng không? Nào bạn nào không hiểu cái gì các bạn hỏi thì thầy trả lời. 44 à? 44 à? kiểu câu hỏi mà nó ra số xấu, xấu ấy làm rất là bực mình em ạ à thầy biết rồi thầy phải bỏ cái tay nghe đi ù tai quá đau tai nghe đau tai quá quên thói quen nghe nghe nhạc xong cái đeo tai trong khi không cần phải đeo tai Ok chưa? Nào comment tiếp nào, có 44 rồi. phần này là không chưa làm rồi đúng không? Phần này đa số các bạn không làm đúng không? À, cho một vật dao động điều hòa có thế năng biến thiên tuần hoàn chu kỳ là 2,4 giây. Gọi VK là cơ năng của vật, khoảng thời gian ngắn nhất để thế năng giảm từ VK trên 2. Khi thế năng giảm từ VK trên 2 về giá trị VK trên 4, thế năng bằng VK trên 4. Tương ứng là bao nhiêu? Nào Ở đây á Nếu mà ta bẻ trục ra cũng được Ta dùng theo cái trục của thằng cơ năng cũng được nhá Dùng trục cơ năng cũng được Tuy nhiên là Bình tĩnh thì sẽ xử lý bằng trục cơ năng sau Thì quy về x trước đã Thì các bạn quen dần đã Khi thế năng bằng cơ năng trên 2 Thì dẫn đến là gì ạ Động năng có bằng, bằng gì Cơ năng trên 2 Giống kiểu các bạn có miếng bánh ấy, chia làm mà hai phần ấy. À, thế năng chiếm một phần Một nửa rồi Thì hiển nhiên động năng chiếm một nửa thôi Đúng không nhỉ Thì hiển nhiên là gì động năng bằng thế năng mà động năng bằng thế năng thì cái liên độ x của ta bằng cộng trừ a căn 2 trên 2 đúng không đó cái ý thứ nhất như vậy khi thế năng bằng cơ bằng cơ năng trên 4 có nghĩa là cái miếng bánh chỉ làm 4 phần thì thế năng chiếm 1 phần thì nhân động năng chiếm 3 phần 4. 3 phần tư là cơ năng đúng nhỉ 3 phần tư cơ năng khi thế năng động năng bằng 3 phần thì nhân là động năng sẽ chiếm 3 phần và thế năng chiếm 1 phần như vậy động năng sẽ gấp 3 lần thế năng. Khi động năng 3 lần thế năng thì x bằng cộng trừ a trên 2. Ở đây khoảng gian ngắn nhất nó đi từ vị trí nào ạ? À? Đi từ vị trí nào ạ? À? a căn 2 trên 2. Đến vị trí a trên 2 thì hiển nhiên a căn 2 trên 2 nó phải nằm ở trên này này. Đến vị trí nào? a trên 2 nó ở đây. Thì góc này chính là góc mà ta cần tìm. Bao, à, bao nhiêu độ ạ? À? Bao nhiêu độ các okay? em? Nào, comment cho thầy xem chỗ này bao nhiêu độ. <laughs> Xin chào Nguyễn Ngọc Chiến Công. Vào muộn đấy. Bạn gái tay gái xong về mới vào đây à Bao nhiêu độ? Khoảng 15 độ không ạ? Thì delta T của ta bằng T/24. trên T là bằng bao nhiêu rồi? 2,4. 2,4 chia 24 sẽ bằng là 0,1 đây đúng không đáp án đúng của ta là gì các em 44b ok ok 44b nhá yeah. rồi ok chị đã 44b vẫn hiểu đúng không Đây là một số phần mà liên quan đến năng lượng. Năng lượng mà các bạn cần phải nằm ngon thầy. Rồi 45. Từ câu 45 là liên quan đến tốc độ trung bình này các em này. Nào, tốc độ trung bình thì các bạn nhớ cái công thức cho thầy. Tốc độ trung bình bằng quãng đường chia cho thời gian. Đấy, công thức này thôi. Các bạn không học vận tốc trung bình Các bạn chỉ học tốc độ trung bình thôi Cho một vật dao động điều hòa với chu kỳ T Vật di chuyển từ vị trí có li độ là 0.5A Đến vị trí đi độ là A căn 2 Nào Đây 0.5A là một nửa Đến vị trí A trên căn 2 Chính là A căn 2 trên 2 A căn 2 trên 2 rồi là này này. Đấy. Thế là gì ạ? A căn 2 trên 2 trừ cho a, quãng đường ấy. Như vậy V trung bình giá sẽ bằng Đây là quãng đường nhá. Đây quãng đường chia thời gian à. Thời gian này các em nhìn thế này. A trên 2 thì góc này là bằng à góc quét này này, góc quét này này, vẫn là bằng 15 độ đúng không nhỉ? 15 độ. Đúng không? 15 độ. Như vậy là 15 độ là T trên 24. Đúng không nhỉ? T trên 24. Như vậy đây, ném 24 lên trên tử 24 nhân Gì ạ À 24 Đúng nhỉ Rồi 24 Ném 24 trên tử Bên trong còn lại là A căn 2 Trên 2 trừ A Chia cho T Đấy Nào rút ra Rút hai ra ngoài rút hai ra ngoài. sẽ lòng 12a rút ra ngoài. Bên trong còn lại là căn 2 trừ cho 2 à? căn 2. Thế nào, 12a rút ra ngoài rồi. Bên trong còn 1 1/2 đúng không nhỉ? 2 đây rồi. Đúng không? D đúng không? D đúng không? 12A này. 24 này. 24 nhân đây. 24A căn 2 trên 2. Trừ cho 24A. Tôi thiếu cái gì nhỉ? Xem nào. Lại nhá. 0,5A. Là ở đây. Là A trên 2. Đến vị trí A căn 2. A căn 2. Chính là A căn 2 trên 2. Đấy, hai thằng này. Thằng này trừ thằng này. Ra quãng đường là a căn 2 trên 2. À chỗ này trừ a xem nào, trừ a. Trừ a trên 2 xin lỗi. Nhầm 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 thì sai đây này. Trừ a trên 2 đúng rồi. Trừ a trên 2. Như vậy rút ra trừ 1. Đúng rồi. Đấy. Đúng đúng thiếu. Thế là a trên 2. Thế lại trừ mỗi a. Rồi như vậy câu 45 sẽ là D. thì nói lại bài này nhá để các bạn nắm ngon nhá Nói lại bài này nhá nó không phải là bài khó như là quá nó số nó hơi xấu thôi. bước đầu tiên này vẽ vòng tròn thế này đây là trục của x không phải năm a nó ở a trên 2. a trên hai a trên hai nó đến vị trí gì a căn a trên căn hai chính là a căn 2 trên 2. hai góc 45 độ thì góc này chính là góc quét ra là làm mãi quen rồi góc 15 độ rồi đúng không nhỉ? Có 15 độ thì cái quãng đường nó cần tính là cái quãng đường đoạn này này. Cái đoạn này cả đoạn này là a căn 2 trên 2 còn đoạn này là a trên 2 như vậy quãng đường s của ta là a căn 2 trên 2 trừ cho a trên 2 rồi còn cái thời gian delta t ấy là 15 độ tương đương t trên 24 v trung bình ấy sẽ bằng là quãng đường chia cho khoảng thời gian này cả cái, cái cái thằng này, này chia cho t trên 24 là a 1 phần là căn 2 chia cho 2 này trừ cho 1 phần căn 2 này chia cho delta t là t trên 24 này thì ném 24 lên tử và rút 2 ra ngoài. 2 2 2 ra ngoài. Đấy, thì sẽ là 12a nhân căn 2 1 chia cho t. Và đáp án của ta nào đoán đi. Có hiểu không ạ? Vẫn hiểu đúng không? Rồi ok. 47. 46 nào? 46 nào? bốn sáu đâu các em cho một vật dao động điều hòa với chu kỳ là t biên độ bằng 6 cm biên độ là 6 nhé vật di chuyển từ vị trí có li độ là trừ ba cm đến vị trí có li độ là ba căn hai thì tốc độ trung bình của nó là 80 cm trên giây Thì bài hỏi chu kỳ thì người ta có này v trung bình sẽ bằng quãng đường chia khoảng thời gian delta t đúng không đấy nào bây giờ ta xem nào Quãng đường của ta là bao nhiêu rồi Vẽ ra Biên độ là 6 này Trừ 6 này Trừ 3 là một nửa Đến vị trí 3 căn 2 3 căn 2 chính là A căn 2 trên 2 con này góc 45 Góc này góc 30 Như vậy tổng thời gian là 75 độ 75 độ đúng không 75 độ tương đương với cả gì ạ 5T trên 24 Em lấy 75 mà chia cho 360 nhé tức là 5T trên 24 nhé. Thấy chưa các em? 5T trên 24. Rồi, được thằng này rồi. Bước thứ hai ta làm tiếp thế nào nào? Để bài cho V trung bình là quãng, quãng đường là quãng đường ta các bạn cộng lại cả thằng này. Đây là 3 này. Thực ra nó là trừ 3 nhưng mà cộng vào đại, số ấy nó là sẽ là trừ 3. À, cộng cộng bỏ âm đi. 3 cộng với cả 3 căn 2 chia cho này. Thời gian delta T nào? Là 5T trên 24. Đấy, sẽ bằng là bao nhiêu ạ? V trung bình 80. 80 nhưng mà ẩn chỉ có mỗi T thôi. Nén lên trên này. Nén lên trên này. Em sẽ được như sau này. À, 24 nén trên 24 nhân với cả cụm này là 3 cộng 3 căn 2. Rồi, phần 5T. 5 nhân x alpha bằng 80. Shift can cả. bạn. Quá sai đâu rồi. không phải bốn ba như vậy đáp án đúng là a đấy đó là a wow 200 bạn xem mà đến đây tỷ à đây không trả lời được nữa à? căng nhỉ thế này thì mấy câu sau sao mà làm được nhưng mà có hiểu không đã các bạn có thể là chưa làm bài tập về nhà nhưng đến đây cái thầy dạy này có hiểu không Nào lên tiếng thời gian nào Hay không hiểu nữa Có vẻ đến tốc độ trung bình một cái là các bạn khựng lại một cái Đúng không? Hình như thế Tại sao lại như vậy nhỉ? Nó không phải có phải khó đâu Nào 47 Ok Nếu nếu mà các bạn có mục tiêu cao, ví dụ kinh tế quốc dân hoặc là một số trường cao cao đấy, thì các bạn nên học bài bản từ giờ đi. Học bài bản từ giờ đi, học nghiêm túc, học chuẩn đi. Vì làm, nói thật thế này này, thầy thầy xuất phát từ quê lên, ngày trước thì bố mẹ thầy ở quê ấy, chạy công chức cho thầy công chức ở quê để mà kiếm lương khoảng tầm bốn năm triệu ấy nói chuyện để các bạn hiểu thực ra là lương công chức thời điểm đấy ba triệu thế là trong thời gian đợi việc thì thầy chán lắm quá thì mới lên hà nội làm lên hà nội thì cái cuộc sống nó sô so bồ với cả cách kiếm tiền nó cũng nhanh hơn đấy em cứ tưởng tượng có thể đi gia sư rồi đi dạy thêm luôn thu nhập nó đã khoảng tầm hơn cái khoảng ba bốn triệu đấy rồi em là sinh viên thôi nhé sinh viên mới ra trường hoặc là sinh viên thôi thì thu nhập cũng khoảng tầm đủ để em sống ở Hà Nội đấy. Cái cơ cơ hội em mở ra rất là nhiều. Như vậy là cái con đường để để mà đi đến thành công nhanh nhất ấy, có thể lo được cho bố mẹ sau này ấy. Thì các bạn phải học. Mà không phải chỉ học không đâu, học giỏi vào. Thầy cũng nói một số bạn có nhà có điều kiện sẵn đó. Thì các bạn có điều kiện sẵn thì không nói. Ở đây thì cũng chưa biết là các bạn có hoàn cảnh của các bạn như thế nào. Nhưng như thầy ngày trước thì thầy thấy là vượt qua nghịch cảnh để mà cố gắng quê gốc của thầy à quê gốc gốc của thầy thì ở hòa bình nhưng mà sau này nhà thầy chuyển về thanh hóa nhưng mà sau đó thì thầy chuyển hộ khẩu về hà nội một chốn bốn năm quê ok giờ là bốn bảy 47. nói chung là bố mẹ làm 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 ở nông thôn thời điểm ngày trước thì cuộc sống vất vả lắm sau sau này thì khi mà thầy đi làm rồi thì thầy có thể lo được cho người khác nên các bạn cũng vậy nếu mà nếu mà các bạn tập trung học thời điểm này thì thì mới có mục tiêu lo được cho 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 người thân với cả là sao nữa giống kiểu bây giờ một số bạn không cần phải kiếm tiền lo cho bố mẹ đi các bạn học giỏi sau này các bạn nghe câu uh, mây tầng nào gió tầng đấy chưa? Em muốn lấy được một người chồng mà phù hợp với hoàn cảnh của em thì em phải có một cái học vấn tương đối. Đấy. Chứ không có chuyện hoàng tử lấy lọ lem đâu. Ngày xưa thôi, trẻ con lừa nhau thôi. Chuyện cổ tích hoặc là chuyện uh, chuyện ngụ ngôn đấy những cái chuyện đấy là lừa trẻ con thôi. Nào, rồi, Liên Thiên thế thôi. Để các bạn uh, tập trung học tiếp này, có 30 phút nữa cho một vật dao động điều hòa với chu kỳ là 0,5 giây và biên độ là 10 cm. Ở thời điểm T1 vật có vận tốc là 40 pi cm Đấy như vậy thầy tính với mắc luôn á. Bằng omega nhân a là bao nhiêu? Omega là bằng à, 2 pi chứ không phải 5 là 4 pi. 4 pi nhân 10 là bằng 40 pi. Làm nhanh ra là 40 pi nhé. Ở thời điểm T1 vật có vận tốc là 40 pi. Như vậy là dùng trục của vận tốc ấy, thì nó đang ở đây luôn. Tại bên dương luôn tại điểm M0 á. Đến từ điểm T2 bằng T1 cộng với cả delta T thì vật có gia tốc bằng -80 pi bình. Nào. Thôi, bỏ qua cái trục này đi, đụng vào gia tốc thì thầy cứ tính gia tốc trước đã. A mắc này. Bằng omega bình như này. Omega bình là 4 pi bình phương nhân với cả gì? 10. 4 pi bình phương tương đương với cả gì? 16 nhân 10 160. Đúng nhỉ? 4, 4 bình là 16, 16 nhân 10 là 160 pi bình. Như vậy khi mà gia tốc A bằng 80 pi bình trừ 80 pi bình này thì sẽ bằng là A max trên 2 và dấu trừ nhá. Được chưa? Hiểu cái chỗ này không ạ? Mà A bằng trừ A max trên 2 thì dẫn đến là gì? X bằng trừ A cộng A trên 2. Gia tốc âm thì x phải dương. Đúng không? Rồi bây giờ ta vẽ vào trong được giác ra vẽ trục của x đi không cần dùng trục v nữa x nhá em nhìn này v v max v, mắc. v mắc ở đâu ạ v max tại vị trí vị trí cân bằng theo chiều dương đến vị trí dương a trên hai dương a trên hai là ở đâu nhỉ a âm a âm thì ở đây rồi wow chưa chắc đã chuẩn Xem nào, đúng này. A à, âm. Ok ok được rồi. Như vậy chỗ này sẽ là A trên 2. Như vậy nó đi từ vị trí bằng đến đây là góc 30 độ. 30 độ. 30 độ là T trên 12. T trên 12. Như vậy cái quãng đường này. V trung bình sẽ bằng quãng đường. Quãng đường là A trên 2 là 5. 500m Đến này đoạn này là A này. Quãng đường này. Thời gian là bằng T trên 12. Đây là bao nhiêu rồi? 0,5. 0,5 chia 12 là mấy nhỉ? 5 chia 24 5 phần 0,5 phần 12. 120. Đấy, 120. Như vậy chúng ta chọn được đáp án là gì ạ? 47B. Hiểu không các ạ? Mày vẫn hiểu chứ? thực ra lúc đầu thầy cứ định quy về x nhưng mà đến sau đụng vào gia tốc thì thầy phải quy về gia tốc tất cả quy về x thì nó sẽ nhanh hơn nhá ok nào câu hỏi số 48. mấy câu này dễ rồi mấy câu này dễ rồi làm nhanh nhá thế không chúng ta không đủ thời gian để ta làm mấy câu Nào 48 nào 48 nào Dễ này Cho một vật dao động điều hòa với chu kỳ là T và biên độ là A Tốc độ trung bình giữa hai lần liên tiếp ngắn nhất Động năng bằng 3 lần thế năng Nào động năng bằng 3 lần thế năng Thì x bằng A trên 2 Ngắn nhất nào Ngắn nhất Cộng chữ A trên 2 nhé Ngắn nhất thì chắc chắn nó đến vị trí từ A trên 2 đến vị trí nào Chữ A trên 2 Góc này mới bằng bao nhiêu ạ à? 30 cộng 30 là 60 60 độ là T trên 6 đúng nhỉ? Như vậy delta t của ta bằng t trên 6. Cái quãng đường thì sao? Quãng đường là 1a. a trên 2 cộng a trên 2 là 1a. Như vậy suy ra được v trung bình sẽ bằng là gì ạ? Quãng đường trên thời gian là 6a trên trên t. Đúng nhỉ? Như vậy đáp án đúng của ta là gì? 48a. Đúng không? 48a. Ok. Mấy con trai không thấy comment nữa. Chí đại đâu rồi? À? Ngủ à? Rồi câu 49, câu 50 này 49 tương tự nhé Nào 49 nào Tốc độ trung bình giữa hai lần liên tiếp ngắn nhất để thế năng bằng 3 lần động năng Khi thế năng Nào Bằng 3 lần động năng Thì suy ra động năng sẽ bằng 1 phần 3 lần Thế năng mà khi thế năng bằng 1 phần 3 lần thì hiển nhiên x bằng gì? Cộng trừ A căn 3 trên 2. Cộng trừ A căn 3 trên 2. Nào ngắn nhất nào? Cộng trừ A căn 3 trên 2. Ngắn nhất thì nó ở đoạn nào ạ? Nào nó đến bên này hay đến bên này ạ? Khá nhiều bạn sẽ nhầm lẫn lấy từ bên này sang bên này nhá. Không phải em ạ. Bởi vì góc này sẽ là 60 độ này. Nó đến đây 60 độ mất là sai. Mà ta phải lấy góc này này. 30 đến 30 này mới là ngắn nhất. Đó là khoảng này. Vẫn là T trên mấy? t 6 nhưng mà quãng đường sao quãng đường s thì sao nào quãng đường s nào đoạn này là a a trừ a căn ba trên hai chỗ này nữa s sẽ bằng này a trừ a căn 3 trên hai nhưng mà nhân đôi lên rồi như vậy xưa v trung bình sẽ bằng v trung bình sẽ bằng quãng đường trên thời gian nào sẽ là 12 đúng không nhỉ? 6A A trừ A căn 3 trên 2 Cho này là A này 12 Ok Sẽ là đoạn án D này. D hoặc là D đúng không? Chính xác D Để chia nhau thôi Quãng đường này là A 2A này 2A rút, rút 2 ra ngoài đi 2A này Bên trong là A này là một này từ căn 3 trên 2 này nếu nhân 2 lên đây thì sẽ là rút, rút đây là chia 2 này bỏ 2 đi sẽ là chỗ này là 2 này đúng không rồi chia t trên 2 t trên 6 này ném lên đây sẽ là 6 ạ 6a nhân 2 chữ căn 3 chia t tóm lại đáp án sẽ là đi nhá hết câu dễ hết câu dễ các bạn Thế nào từ câu 50 đến câu bao nhiêu là câu khó nào 50 đến 54 50 đến 54 Hy vọng là từ giờ đến 10 rưỡi ta sẽ xong Lẽ ra ta chỉ like tiếng rưỡi thôi Nhưng mà File này dài quá em ạ Dài kinh khủng 100 bao nhiêu câu nhỉ 126 câu à Làm xong các bạn sẽ thấy câu này dễ Câu 50 dễ Tin không? Tin 50 dễ không? Vẽ ông tròn cho các bạn xem dễ nhé. Xem dễ nhá Nào Trước hết Điện à, Các bạn nghe này Trước hết đấy Rồi Trang thả tim ghê đấy Nào Trước hết, chúng ta biết là à, Chất điểm sẽ đổi chiều chuyển động ở hai biên Nhá Chất điểm sẽ đổi chiều chuyển động ở hai biên còn lực đàn hồi hay lực hồi phục ấy, à, lực lực hồi phục ấy sẽ đổi chiều ở vị trí cân bằng. Thế bây giờ ta sẽ đọc bài này như sau. Cho một vật thực hiện dao động điều hòa biên độ là A và chu kỳ là T. Ở thời điểm T1 vật có li độ là A trên 2. A trên 2. cái một nửa rồi đã. Ở thời điểm T2 có động năng bằng thế năng. À động năng và thế năng thì x bằng A căn 2 trên 2. Đúng không nhỉ? Biết từ thời điểm T1 đến thời điểm T2 vật đã đổi chiều chuyển động đúng một lần đổi chiều thì ở hai biên này thế thì thầy lấy luôn ở đây a trên hai nó nằm ở trên này đến vị trí nào ạ à? a căn hai trên hai là ở đây bởi vì đã đổi chiều chuyển động mà nó không thể đến vị trí dưới này được thì góc này là 60 độ này góc này bằng 45 độ này chỗ này này động năng bằng thế năng thì x bằng a căn 2 trên hai thầy dạy ở trên rồi nhá ở đây thầy dạy nhanh thôi Đúng chưa? Ứng với khoảng thời gian di chuyển nhỏ nhất là delta t bằng t2 trừ t1 thì tốc độ trung bình của vật bằng bao nhiêu? Thì đoạn này dễ rồi. Đây chính là cái quãng đường nó đi này. Đây. Còn thời gian thì 40 cộng 45 60 cộng 45 đây là thời gian rồi. Dễ chưa? Thế vậy quãng đường S này ta tính trước. Đoạn này là a trên 2. Vì đoạn này là a trên 2 mà. A trên 2 đoạn này là a căn 2 trên 2 cộng với cả a trừ a căn 2 trên 2. Rồi tách ra A sẽ là vùng 3A trên 2 Trừ 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 A căn 2 trên 2 Rút ra Rút A ra, trên 2 ra ngoài Bên trong còn lại là 3 Trừ căn 2 3 trừ căn 2 Đấy như vậy chắc chắn là đáp án sẽ là A rồi Đây nhìn thấy đáp án là A rồi Đây làm tiếp cho các bạn xem nhé Các bạn A không nhé Thời gian delta T thì sao? bằng 105 độ chia cho 360 độ nhân với cả chu kỳ T bằng 105 chia cho 360 bằng 7 phần 24 rồi ném thằng này lên đây như vậy V trung bình sẽ bằng là quãng đường chia thời gian quãng đường của ta là A trên 2 nhân với cả 24 ném với tương tử 24 trên 2 là bằng 12 12A nhân với cả 3 trừ căn 2 chia 7 t Đấy, đoán đúng là A. À. Hay không các em? Câu này hay không? Hay không ạ? Hơi 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 thiếu giấy. Nếu mà tư duy được thế này thì nếu mà em hiểu được cái này và khi em làm được cái này thì em hay nghĩ trong đầu là à khi thi lý em sẽ quanh đâu đó khoảng 8 điểm. À xin lỗi, quanh đâu đó 9 điểm. Quanh đó là 9 điểm Thầy nói thật là đề của năm 2021 này khó quá Khó quá Các anh chị khoảng tầm hơn 8 điểm đến 9 điểm là thành công kinh khủng rồi. Trên 9 điểm là mức độ pro lắm rồi Vì nó dài Khó rồi còn dài nữa các em ạ Rồi đấy là câu 50 nhá 50 Rồi 51 à 51, 52, 53 năm mấy câu thôi cố gắng lên tương vi hết pin luôn à nào câu này cho một vật thực hiện dao động điều hòa với biên độ là a và chu kỳ là t ở thời điểm t một vật có li độ là trừ a trên hai chữ A trên 2 ở đây. Ở thời điểm T2 vật có động năng bằng 1 phần 3 lần thế năng. À động năng bằng 1 phần 3 lần thế năng thì x bằng A căn 2 trên 2. À A căn 3 trên 2. Và gì nữa? Biết rằng từ thời điểm T1 đến thời điểm T2 lực hồi phục đã đổi chiều đúng một lần. À lực hồi phục đổi chiều đúng ở vị trí cân bằng. Như vậy nó đi từ vị trí này này. Đến đây. Góc này bằng 30 độ. Góc này sẽ là 60 độ. Bởi vì chỗ A căn 3 trên 2 này mà. Làm nhanh nhá. Thì sẽ là T trên mấy? t trên 4 đúng nhỉ còn quãng đường s nào s sẽ là a trên 2 a trên 2 cộng với cả gì nữa a căn 3 trên 2 xong xong dễ không một bài dài ngoãng như vậy dễ không dễ không ạ à? như vậy suy ra v trung bình sẽ bằng quãng đường là cả cái cụm này lại Để rút a trên 2 ra ngoài bây giờ còn lại một cộng căn 3 nào suy ra một cộng căn 3 đâu rồi à c luôn đúng nhỉ rồi chia cho là T trên 4 T trên 4 Thì ném 4 lên trên này 4A 4A chứ là 2A Trên T này này Và ra đáp án C Hay không các okay. em Hay không ạ có vẻ bị chém bất đề đúng cái chữ trực tiếp chém bất đề đúng không cái đúng không? Phải kéo hơi cao thấy mệt mỏi chưa mệt mỏi chưa còn ba câu nữa đấy câu này thì tương tự để tương tự nhá cái này biến đổi khá là đơn giản thôi là ra được 52 có gì đặc biệt nào có 53 nào 53 54 là hai câu nữa thôi các em nhanh lên Thế xong rồi Nào 53 nào thả tim nữa thả tim thầy cả thấy biết xem có bao nhiêu bạn xem cái 53 cả giờ thấy các bạn nản thế nào cho một vật thực hiện dao động điều hòa biên độ A bằng 12 và chu kỳ là 1,2 Biết rằng cứ sau một khoảng thời gian delta t bằng nhau Vật lại cách vị trí cân bằng của nó một khoảng bằng b Y Được mấy b <laughs> Nào Biết rằng không nhỏ hơn delta t nhỏ hơn t trên 2 Và không nhỏ hơn thằng này Nào vẽ ra Em nhìn này A bằng 12 game kỳ 1,2 biết rằng cứ một khoảng thời gian delta t bằng nhau thì chắc chắn là delta t của nó là bằng bao nhiêu ạ một khoảng là t trên bao nhiêu nó phải đi một góc như nhau thì mới cách vị trí bằng một khoảng b mà thì chắc chắn là cái chỗ này là phải là 45 độ đó 45 45 nó mới là vị trí được như vậy b ở đây nhìn thấy ngay nào comment cho thầy biết nào b bằng cái gì nào nó có nói câu này cứ sau những khoảng thời gian delta t bằng nhau vật lại cách vị trí cân bằng một khoảng bằng b có phải nó cứ đi một góc 45 độ thì lại cách vị trí bằng một khoảng bằng B không? Trừ 45 cũng vậy không? Cái miếng bánh này chia làm 8 phần mà nó phải đi bằng nhau như vậy. Bởi vì nó đã cho điều kiện là không nhỏ hơn B nhỏ hơn A rồi. Đấy, có nghĩa là cái đoạn này này, B B là từ từ đây sang đây này. Như vậy B bằng gì nào? Nào. B bằng bao nhiêu nào? Trả lời cho thầy biết B bằng bao nhiêu. Cho thầy biết B bằng bao nhiêu nào? mà điều kiện là nó nửa chu kỳ. B có phải bằng bao nhiêu? A căn 2 trên trên 2 thì nó mới cách những khoảng bằng nhau, đúng không? Rồi, như vậy B B trên delta T. Delta, delta T bằng gì nào? Như vậy A của ta mới rồi? 12. 12 chia 2 là 6 căn 2. Rồi, tiếp theo. Delta T nào? Nó đi trong khoảng này là 45 độ là T trên 8. 1,2 chia 8 bằng bao nhiêu? 0,15 phải 15 0 15 đúng không không phải 15 rồi đến đây xin ra nào b trên delta t bản chất nó chính là tính tốc độ trung bình mà 6 căn 2 chia cho 40 căn 2 wow từ từ đã từ từ sai 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 đâu nào à t trên 4 t trên 4 t trên 4 thì lại sai thì lại sai 0,3 phải cái này này cứ sau những khoảng thời gian delta T Ý là nó đi từ đây đến đây Là 90 độ ấy 90 độ ấy Đấy T trên 4 nhá Ok như vậy là ta chia là 6 căn 2 Chia cho T trên 4 là bao nhiêu ạ 0,3 20 căn 2 Rồi đáp án sẽ là B 53B Ok, còn 146 bạn cuối cùng. 54 câu cuối cùng. 54 câu cuối cùng. Đã đến 10 rưỡi đâu trời ơi. Này vào trong năm không biết là số lượng bạn học như thế nào, có kịp hiểu không nữa. Chắc là trong năm chỉ dạy trong nhóm nhóm uh, kín quá. Từ giờ đến tháng 8 mà 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 số lượng uh, đăng ký học à, đủ là thầy sẽ chuyển vào nhóm kín để dạy đó <laughs> Ok, ok, nào tinh thần lên, tinh thần lên, tinh thần lên. Năm tư. Cho một vật thực hiện dao động điều hòa biên độ là a và chu kỳ là t. Ban đầu vật ở biên dương bên dương là đâu? bên dương là đây, đúng không? M không. Sau những khoảng thời gian không phải 6 giây, không phải ba giây và không phải 6 giây, vật đi được những quãng đường bằng nhau, bằng 6 cm. Tốc độ đại của đại vật tương ứng là bao nhiêu? Uhm, uhm. nào? 0,6 giây 0,6 giây có nghĩa là nó đi được một góc 60 độ 60 độ thì nó về đến đây 0,6 giây là về đến đây rồi Được 6cm 0,3 giây về đến đây Tiếp tục 0,3 giây về đến đây Và 0,6 giây về đến đây Tóm lại em hiểu thấy cái chỗ 0,3 giây này Là nó tương ứng với cả nó đi từ vị trí Góc này này nó đi khoảng thời gian ngắn nhưng mà quãng đường của ta là dài vì nó đi được, đoạn này là 6 cm này Đây. đúng không như vậy đoạn này là bằng 30 độ 30 độ thì các bạn sẽ tinh tế các bạn sẽ nhìn thấy ngay đây, chỗ này là bằng t trên 12 bằng 0,3 từ đó suy ra chu kỳ t bằng 3, 0, 3 nhân với cả 12 là 3,6 có chu kỳ 3,6 rồi đúng không nhỉ suy ra được gì đây omega bằng 2 pi trên t 2 pi trên 3,6. Ok, thầy giữ giữ nguyên giá trị này nhá. Ờ ok, tiếp nào, để tính ra a nào. Thì cái đoạn này có phải là a trên 2 bằng 6 không ạ? a trên 2 bằng 6. Suy ra a bằng 12. Đấy, 12, như vậy ta lấy thằng này nhân với cả 12. 20,94. 20,94 chứ là 20,9. 20,93 C. Rồi 54C Đấy như này Wow Dài quá wow. Không biết hôm nay mình có thể chiến xong được Thề luôn đấy Không nghĩa là mình có thể làm xong được à, bằng này câu Cố gắng lắm ấy Đến tầm 10 giờ là thầy thấy cơ thể thì mệt mỏi à, Dạy offline thấy Cứ dạy offline tầm khoảng một tiếng rưỡi một ca của thầy chỉ tầm tiếng rưỡi thôi Mỗi lần dạy tầm tiếng rưỡi cái là cơ thể thì mệt mỏi luôn Giải loát được câu này ấy hả? Đây nhá. Nếu mà nếu mà nó đi này, nó đi này. Em hiểu là nó đi được 0.6 giây. Lại đi được 0.3 giây lại 0.6 giây thì đi những quãng đường bằng nhau. Thì có phải là nó đi nếu mà đi từ đây góc này là 60 độ không? Thì để quét được một góc 60 độ thì nó phải cần thời gian nhiều hơn không? Nhưng mà cái quãng đường nó lại bằng nhau thì đoạn này chắc chắn là nó phải đi được nửa Đây này, đoạn này nó chỉ 30 độ thì có phải là thời gian nó phải đi ngắn hơn một nửa của thằng này không? Thì thằng này là 0.6 này, thì thằng này là 0 ba này Tương tự, nó sẽ về đến đây Đúng không? Đúng rồi Như vậy là nó chỉ thế thôi, ở đây góc này sẽ là bằng 30 độ Mục tiêu chính của ta là để tính tính tốc độ cực đại thì em cần tính ra Omega này Và tính ra A mà, hai đại lượng này thôi Tuổi già sức yếu rồi cha Ừ, thời gian sức yếu thật. Khoa học chứng minh chỉ khoảng tầm, 1K, tầm 1 k tầm tiếng rưỡi thôi. Là hợp lý. Các bạn đủ để các bạn cảm thấy đầu óc mình đủ loát được. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Xem nào chúng ta còn cái loại nào nào? Loại 4. Cực trị khoảng cách quãng đường. Loại 5. Khảo sát quãng đường tốc độ trung bình. loại 6 xác định khoảng thời gian tốc độ trung bình từ một khoảng cho trước cái này chính là dạng bài không vượt quá dạng 7 loại 7 là loại nào à, hình như không thích vào đây à? loại 7 đâu loại 8 loại 7 là thời gian thời gian thời điểm số lần vật qua vị, một cái vị trí đã biết này cuối cùng là loại 9 thế từng vi học học đến phần nào rồi khảo sát nâng cao rồi ok như vậy là 10 giờ 28 chúng ta xong bài học ở đây khá là vất vả mới xong được chắc là chắc là buổi này là thầy Việt Trang em học thầy là không học hợp lý luôn hợp lý học thầy cần gì vào học hợp lý nữa quá đủ rồi à? đấy như vậy là cái file này là file full file full thì chắc là phần sau thầy sẽ ôn tập ở một cái buổi nào khác buổi sau ta sẽ sang luôn con lắc đơn nhé con lắc đơn trước sau xong con, con lắc đơn đã xong quay lại ôn tập tiếp con lắc là xo, con lắc đơn các bạn học cuối đầu như vậy học với thầy các bạn sẽ được gối đầu à, ví dụ học đến con lắc là xo ta sẽ ôn tập con lắc, à, ở đại, đại cương độ điều hòa học đến con lắc đơn ta sẽ ôn tập con lắc là xo. đấy học đến tổng hợp dao động ta sẽ quay lại ôn con lắc đơn thực ra nó sẽ là kiến thức tổng hợp cũ ôn lại những phần trước đấy thì cái kiểu kiến thức gối đầu đấy các bạn sẽ không quên đấy cái sợ nhất ở đây không phải học không hiểu mà học nhiều dẫn đến các bạn quên mất cái lượng kiến thức các bạn cần phải học À, các bạn có câu hỏi nào hỏi không nhỉ? cái khóa học hiện tại vẫn đang siêu nhé, đang siêu như các bạn nhìn thấy. các bạn học thì các bạn đã cảm nhận được là vấn đề là, à, so với cái lượng kiến thức thì thầy dạy các bạn có hiểu không này? tất nhiên giáo viên thì à, giáo viên nào tài liệu cũng sẽ là rất là nhiều. hiện tại thì cái, cái 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 tư duy gọi là gì nhỉ? cái khoảng cách nó nó không còn xa nhau nữa, bởi vì mạng internet đã kéo ta lại gần hơn rồi. các bạn có thể tham khảo được các chỗ mà mình học cảm thấy hiểu bài thì mình đăng ký khoa học đấy bạn nào mà học thầy mà thấy hiểu thì các bạn đăng ký khoa học nhé sáng mai thì lớp học chín giờ ba mươi tức là chín giờ ba mươi ta mới học chín giờ ba mươi ta sẽ học về đồ thị nhé ok chưa rồi chúc các bạn buổi tối vui vẻ chào các em, bye bye, bye bye nhé, ok bye bye